Góc nhìn mới thổi bùng tranh cãi về công tội của Gia Long Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh tức vua Gia Long là người đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng của lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời vào năm 1820. Suốt chiều dài lịch sử, người ta vẫn lên án Gia Long vì việc trả thù nhà Tây Sơn man dợ đến mức đi ngược với truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên. Từ việc viện quân Xiêm cậy quân Pháp cho đến dự định hỗ trợ quân Thanh để đánh Tây Sơn là những chuyện mà hậu thế không bao giờ tha thứ cho Nguyễn Ánh. Gần đây, tranh cãi tiếp tục nổ ra khi người đánh giá công tội của Nguyễn Ánh. Những mảng công trạng mà Nguyễn Ánh để lại cũng nhiều không kém. Khi lên nắm quyền, Gia Long ra uy với quân Xiêm, cùng chia ảnh hưởng với Trân Lạp, người cầm quân Pháp đồn trú, hạn chế giao thương và đặt yêu sách với Mãn Thanh. Việc này giữ cho không một mảnh đất nào của dân tộc thời nhà Nguyễn mất đi. Dưới thời nhà Nguyễn, diện tích Việt Nam là rộng lớn nhất lịch sử, và trong thời Gia Long không có quốc gia nào xâm phạm được Việt Nam. Gia Long coi trọng giáo dục, ít có vị vua nào coi trọng giáo dục nhiều hơn ông. Dưới thời Gia Long, kẻ sĩ trong tầng lớp xã hội cực kỳ được coi trọng. Thời đại nhà Nguyễn tuyệt không thể phủ nhận hai di sản để lại cho dân tộc, kiến trúc và văn hóa. Nổi bật là quần thể kiến trúc đền đài miếu ở Cung Đình Huế và thiên tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du. Có thể nói, thời nhà Nguyễn là một giai đoạn rực rỡ về kiến trúc và thơ văn của Việt Nam. Nhà Nguyễn tồn tại gần 150 năm. Trong gần 150 năm ấy, sử sách gần như lãng quên Gia Long, nhưng những giá trị từ thời Gia Long thì không thể phủ nhận. Cái gì cũng vậy, luôn có mặt tốt, mặt xấu, không có gì tốt hoàn toàn, chẳng có gì xấu hoàn toàn. Nguyễn Ánh có thể là một kẻ gian hùng bất chấp sĩ diện để cậy nhờ ngoại bang khi loạn lạc, bị hậu thế lên án, cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng khi đã lên ngôi vua nước Nam, ông lại thể hiện bộ mặt khác, mở ra một triều Nguyễn hưng thịnh và bản sắc. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.